Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Minh Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 2021. Đơn vị chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị combo bộ sản phẩm nội thất phòng ngủ bao gồm một chiếc giường Louis hồng trĩ vách đục trà mai và kèm theo đó là một chiếc tủ áo 4 cánh 3 buồng hàng thừa siêu VIP của bên cơ sở chúng tôi. Và combo bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của gia đình anh Tiến đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên cơ sở chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh về sản phẩm và công bố kích thước độ dày và báo giá công khai. Và sản phẩm này thì anh Tiến có đặt bên cơ sở chúng tôi cách đây khoảng độ 2 tháng. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi đã chính thức là hoàn thiện xong phần sơn. Và trước khi đi bàn giao thì chúng tôi cũng quay lại một video clip ngắn để giới thiệu sản phẩm đến toàn bộ quý khách hàng, cũng như là giữ lại kỷ niệm giữa đơn vị Đồ Gỗ Kim Bắc với gia đình anh Tiến. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị đi vào đường nét chi tiết trên chiếc giường ngủ Louis hồng trĩ vách đục trà mai có kích thước sử dụng là 1m8 x 2m, đầu cao đầu thấp dày là 10 phân hàng trương liền đục tay. Đó, đầu cao đầu thấp thì chúng tôi làm với độ dày là 10 phân. Đó, và là hàng trương liền đục tay, và chúng tôi đục tay ở phần trương cũng như là phần vách hoa hồng. Đó, là đục tay siêu kỹ vậy nhé. Và sản phẩm thì đã được cơ sở chúng tôi là hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn, và chúng tôi sử dụng chất liệu sơn là O7, mọc dòng sơn cao cấp và có độ bền màu rất là cao. Và hai bên phông vách thì chúng tôi làm với độ dày là 2 phân rưỡi, vách đục chám hoa mai, đó, phông liền dày 2 phân rưỡi đục chám hoa mai. Và bản chân giường thì chúng tôi làm là chân 14 quý vị nhé, chân 14 đó. Và chiếc giường ngủ Louis hồng trĩ vách đục chám mai thì trong năm 2021 thì chúng tôi cũng bán được rất là nhiều các sản phẩm tương tự, và có những cái sản phẩm để mộc để quý vị ở gần có thể qua trực tiếp tại cơ sở để nghiệm thu về phần mộc. Đó, và địa chỉ của cơ sở Đồ Gỗ Minh Nghệ Kinh Bắc thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và quý vị ở gần thì quý vị có thể qua trực tiếp hoặc là gọi điện qua Zalo với chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và chiếc đầu cao có kích thước từ đất lên đỉnh là cao 1m34, đó, 1m34, và vẫn là hàng trương liền dày 10 phân và là hàng đục tay siêu kỹ vị nhá, hàng trương liền dày 10 phân và là hàng đục tay siêu kỹ. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng được sản phẩm của chúng tôi đó. Và với những cái sản phẩm đục tay thì luôn luôn nó đem lại cái sự mềm mại đó, và những cái xoáy hoa lan tây thì chúng tôi đục rất là sâu vị nhá, đục cực kỳ là sâu, rất là dẻo và đục rất là tròn. Và cánh hoa thì chúng tôi cũng đục tách, đó, cũng đục tách rất là đẹp. Và hai bên thì có hai con chim chỉ và hai bông hoa hồng. Và trong tình yêu thì hoa hồng cũng như là chim chỉ thể hiện cho một tình yêu rất là lồng thắm và hạnh phúc. Và cái phần trương này thì chúng tôi làm là trương liền đấy quý vị. Trương liền dày 10 phân, đó, liền từ chân bên này sang chân bên kia là liền nguyên một khối quý vị nhé. Hàng không chấp khuỷu và đục tay ở phần trương cũng như là phần vách hoa hồng, đó, đục tre ở phần trương và phần vách hoa hồng. Và hai bên phông vách thì đục chám hoa mai với độ dày là 2 phân rưỡi và toàn bộ là phông liền, đó, phông liền. Và tiếp theo là bản chân giường thì chúng tôi làm bản chân giường là chân rộng 14 và dày là 10 phân quý vị nhé. Hàng chân rộng 14 và dày 10 phân, và thông thường những sản phẩm trên thị trường chỉ là bản chân 10 hoặc chân 12. Và tiếp theo là anh Tiến có đặt bên cơ sở chúng tôi là sản phẩm giường ngủ có kích thước là 1m8 x 2m và giát là giát phản, đó, giát phản. Và cái phần mặt giát thì chúng tôi làm với độ dày là 1 phân rưỡi, đó, mặt giát làm với độ dày là 1 phân rưỡi và khung giát thì chúng tôi làm với độ dày là 4 phân. Và bản thành giường thì chúng tôi làm bản dày là 5 phân và cao là 25, đó, dày là 5 phân và cao là 25. Và thông thường những sản phẩm giường ngủ chỉ làm bản thành giường với bản dày 4 và cao 24. Như chúng tôi là hàng thửa siêu VIP thì chúng tôi làm với độ dày là 5 phân. Đó, độ dày là 5 phân và cao là 25. Và giá thành cho một chiếc giường ngủ Louis hồng trĩ vách đục chám hoa mai bằng chất liệu gỗ hương đá có kích thước sử dụng là 1m8 x 2m thì chúng tôi đang chào bán công khai với giá là 36 triệu đồng. Đó, 36 triệu đồng. Và quý vị khi xem video clip cảm thấy yêu thích sản phẩm thì có thể điện thoại cho chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Và tiếp theo, combo của gia đình nhà anh Tiến đó là một chiếc tủ áo 4 cánh 3 buồng hàng thửa siêu VIP, có kích thước chiều ngang là 2m2, cao là 2m1 và sâu là 61 phân. Toàn bộ ván cánh vãn hồi là liền tấm dày là 1 phân rưỡi. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng cũng như là bao quát qua cái sản phẩm của chúng tôi. Đó. Sản phẩm rất đẹp quý vị nhé, đã được hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn và lắp đầy đủ tay co và bản lề, toàn bộ là phụ kiện đồng chính hãng. Và đặc biệt là chúng tôi là dùng bản lề lá đồng. Đó. Bản lề thì có giá là 400 một chiếc quý vị nhé, 400.000 một chiếc. Đó. Và ván cánh vãn hồi thì là liền tấm dày là 1 phân rưỡi. Đó. Ván cánh rất là dày. Và bên trên thì chúng tôi có đục họa tiết là vương miện hoa lan tây. Đó. Và bên dưới cũng vậy, đục họa tiết hoa lan tây. Và ở giữa thì là để trơn, để khoe được những cái đường vân thở gỗ của vân gỗ tự nhiên. Và khung cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 4 phân quý vị. Khung cánh làm với độ dày là 4 phân. Và bên trong thì hệ thống thang xà nó để chống cho cái mặt nó bị vênh, thì chúng tôi cũng làm rất là cẩn thận quý vị nhé. Làm cực kỳ là cẩn thận. Và có bố trí một chiếc đợt bên trong. Và bên trên thì có một thanh mắc quần áo đây quý vị. Đó, toàn bộ bằng chất liệu gỗ hương đá. Và hồi này thì chúng tôi cũng làm là hồi liền đây quý vị. Dày là 1 phân rưỡi và hậu. Và hồi giữa cũng là liền nguyên tấm, dày là 1 phân quý vị nhá. Đó. Phần hậu là dày 1 phân và cái phần cánh đây là dày 1 phân rưỡi quý vị. Đó, dày 1 phân rưỡi. Và bản cột hồi thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn để quý vị có thể nắm bắt được. Và thông thường thì những cái sản phẩm ở tủ áo thì làm bản cột hồi là bản vuông 6 phân, đó, bản vuông 6 phân. Và quý vị yêu thích hoặc là muốn đặt những cái sản phẩm cột hồi vuông 7 phân thì chúng tôi cũng làm cho quý vị nhé. Và cái tủ áo này thì chúng tôi làm với chiều sâu là 61 phân và cao từ đất lên đỉnh là cao 2m1, đó, cao 2m1 và chiều ngang là 2m2, đó. Cái phần toán nhân thì chúng tôi làm rất là sâu đây quý vị, thì chiêm ngưỡng này. Ván rất là dày quý vị nhé, rất là dày. Và đằng sau thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được sản phẩm của bên đơn vị chúng tôi là hoàn thiện kỹ trong ngoài trước sau. Đó, hoàn thiện kỹ trong ngoài trước sau. Và gỗ thì chọn lục lạc và gỗ là không mắt mỏ quý vị nhé. Không dập, không mắt mỏ và được chế tác rất là cẩn thận. Đó. Hồi ngoài là liền tấm dày phân rưỡi đây quý vị. Đó. Ván cánh cũng là liền tấm dày phân rưỡi. Rất là dày quý vị nhé. Và khung cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 4 phân. Đó. Và toàn bộ các phụ kiện như là tay co, tay lắm đây, toàn bộ là tay lắm đồng và khóa Việt tiệp cũng như là bản lề lá đồng. Bản lề lá đồng quý vị nhé. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng cái sản phẩm của chúng tôi đây, hoàn thiện rất là kỹ và chọn gỗ là lục lạc. Gỗ không bị dập, không mắt và vân gỗ rất đẹp quý vị nhé. Và ván hậu thì là ván liền đây. Đó, ván hậu vẫn là ván liền, dày là 1 phân, cũng như là cái phần hồi giữa cũng là ván lá liền. Đó, ván lá liền, dày 1 phân. Và cái phần trương thì chúng tôi đã đục họa tiết là hoa lá tây. Đó, hoàn thiện rất là nhẫn quý vị nhé, hoàn thiện cực kỳ nhẫn. Đó, và mộng mạng thì cực kỳ bén, đó, rất bén. Ván cánh, ván hồi ngoài là dày 1 phân rưỡi. Đó, và khung cánh là dày 4 phân. Hàng lành sạch từ trong ra ngoài và hoàn thiện rất là kỹ càng. Và quý vị đã yêu thích sản phẩm tủ áo thì có thể điện thoại cho chúng tôi theo hai số hotline đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và tủ áo thì chúng tôi còn nhận làm trên chất liệu như là gỗ gõ đỏ, đó, gỗ gụ Lào. Và sản phẩm này của gia đình nhà anh Tiến được làm bằng chất liệu gỗ hương đá, hàng cao cấp, có kích thước chiều dài là 2m2, cao là 2m1 và sâu là 61 phân. Ván cánh, ván hồi là liền tấm dày là 1 phân rưỡi. Ván hậu cũng là ván liền dày 1 phân và đã hoàn thiện xong thành phẩm. Và khung cánh là dày 4 phân. Và lắp cho quý vị tất cả các phụ kiện như là tay lắm, bản lề và khóa đều là hàng xịn quý vị nhé. Đều là hàng xịn. Và một chiếc tủ áo như trên màn ảnh quý vị đang theo dõi thì hiện cơ sở chúng tôi đang chào bán công khai với giá là 36 triệu đồng. Đó, 36 triệu đồng. Và cái giá mà chúng tôi báo là giá chưa có vận chuyển vào trong Sài Gòn quý vị nhé. Và chúng tôi bán cả một combo vào trong Sài Gòn cho gia đình nhà anh Tiến thì chúng tôi có cộng thêm 2 triệu tiền vận chuyển cho gia đình nhà anh Tiến. Và đơn hàng của anh Tiến bao gồm một chiếc giường 36 triệu và một chiếc tủ áo 36 triệu cộng 2 triệu tiền vận chuyển là 74 triệu đồng. Và toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị đã quan tâm
hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể điện thoại cho chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì chúng tôi còn sản xuất rất là nhiều các sản phẩm như là đồng hồ, tủ rượu góc, tủ kệ TV, bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế phòng ăn, sập lầm, bộ hoành phi câu đối, án gian, sập thờ và những cái bộ sản phẩm đại tự lồng cuốn thư. Và bên ngoài thì chúng tôi cũng đang sản xuất một chiếc tủ áo hàng đặt theo cầu, đó tủ áo 2 tầng, 3 cánh 2 buồng và được làm bằng chất liệu gỗ hừng đá loại dày dặn, thì chúng tôi sẽ quay một video clip ngắn để giới thiệu về sản phẩm này sau. Và quay lại với combo bộ sản phẩm nội thất của gia đình nhà anh Tiến đã đặt bên cơ sở chúng tôi, đó là một chiếc giường hồng trĩ vách đục chám hoa mai với giá là 36 triệu đồng và một chiếc tủ áo 4 cánh 3 buồng hàng thửa siêu VIP với giá là 36 triệu và 2 triệu tiền vận chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh, thì đơn hàng của anh Tiến lên tới 74 triệu đồng quý vị nhé, 74 triệu đồng. Và video clip của đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và quý vị hãy like và đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới của bên đơn vị chúng tôi. Đó, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.